Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, như chúng ta đã có hẹn với nhau, hôm nay thì Cửa sổ tình yêu xin được tiếp chuyện quý vị khán thính giả. Chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi được phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình cũng được phát trên các nền tảng mạng xã hội và hy vọng là số điện thoại tổng đài là 0243 826 2625 sẽ nằm trong bộ nhớ của quý vị khán thính giả, cũng như kênh phát sóng có hình của chúng tôi sẽ được quý vị lưu tâm và nhấn nút theo dõi để có sự thông báo mới nhất khi chương trình được phát sóng. Chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Long An ạ. Dạ. Vâng, tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn hỏi em năm nay em 36 tuổi ở Long An, em có quen một người bạn gái được 5 năm rồi, nhưng mà nói chung là chỉ quen qua mạng thôi mà hàng ngày vẫn gọi, vẫn nhắn tin, nhưng mà chỉ gọi là gọi thấy một phía thôi, là còn bên kia bạn em á là hồi xưa tới giờ là không cho thấy mặt. Rồi cũng không cho biết là ở đâu. Nhưng mà hàng ngày nói chung là mọi thứ, mọi chuyện luôn đều tâm đều sự, chia sẻ nhau hết. Đúng không? Rồi. Dạ. Nên em cảm thấy lâu dài như vậy mà... Nó chả đi đến đâu cả. Đúng dạ, không? Chả đi đến đâu á. Với lại nói chung là cũng hơi thất vọng, hơi nản á. Thế mà dạ. Mình là đàn ông con trai 35, 36 tuổi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Yêu online 6, 7 năm rồi, ngày nào cũng gọi... Cô ấy có chồng chưa, có biết không? Không biết đúng không? Dạ không biết luôn. Mặt cô như nào có biết không? Cũng không biết. Theo cũng không biết ở đâu luôn. Tỉnh nào cũng không biết, xã nào cũng không biết, không hay đúng không? Chỉ biết là lúc trước á, thì cũng ở Long An, nhưng mà bây giờ á, là đi lên thành phố ở thôi. Rồi. Ở với gia đình. Dạ. Rồi. Thế là bạn trải qua mấy mối tình rồi? Hay là đây mối tình ảo dạ, đầu tiên? Lúc trước thì có gia đình một lần rồi ạ. Đã có vợ, có con không? Dạ có, một bé gái. Thế à? Cái lúc quen vợ là cũng online à? Hay là thế nào đấy? Lúc trước, vợ trước hả? Ừ. Dạ vợ trước thì trực tiếp hay là online? Đi học quen. À, đi học cấp 3 à? Hay là... Dạ học đại học. Rồi, thế xong làm sao mà bỏ nhau vậy? Nói chung cũng có rất là nhiều chuyện. Để mà tôi tính là bạn trung thủy nhỉ? 6 năm online dạ. Không có nhu cầu gặp mặt, không có nhu cầu gặp gỡ, chả có trực tiếp, thế mà vẫn tồn tại được thì giỏi. Dạ. Nói chung là anh nói hùng. Nói chung là thì hai người cũng hứa hẹn, cũng lúc nào em cũng hỏi á thì hứa hẹn là hứa hẹn lên bạn, mặt trăng để làm đám cưới thì đúng không? Dạ, bạn em thì lúc nào cũng có lý do này kia. Dạ. Lý do thì nên lý em do chứ. Em muốn nhờ chương trình thì lý không do biết có thì nên tiếp tục cái mối quan hệ này không? Lý do thì ít nhất là mặt cũng phải lên cho biết, ở đâu thì cũng nên nói chứ, thì lý do thì chả có lý do gì mà để yêu 6 năm đời không biết mặt. Tôi cũng thua các bạn. Mỗi lần nói nếu mà biết á, ở trên nhà biết bị gì á, người đó nói là chưa có gia đình á, thì rất là khó, với lại gia đình kiểu mà ở trên chợ người ta kinh doanh công ty rồi đó. Rồi. Nên người ta cũng bạn có đến đâu mà bạn biết là kinh doanh hay không kinh doanh, hay là đang ở vùng thiểu số nào đấy, tóm lại chả có thông tin gì cả đúng không? Tại gọi điện thoại hàng ngày thì cũng nghe mọi người ở nhà nói chuyện á, nghe cũng chỉ biết thế thôi chứ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào Long An. Đời rất là ngắn, lãng phí mất 5-6 năm vô bổ, mà đi học là được một bằng thạc sĩ, một bằng tiến sĩ rồi đấy đúng không? 2 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ. Cuối cùng thì mình
đành rằng là giá như mà em kết bạn với một cô gái nào đó chỉ để nói chuyện cho vui hàng ngày, thậm chí còn chat chít với nhau Zalo, nhìn thấy mặt thấy hình cô xinh cô tươi, thỉnh thoảng là nhí nhéo với nhau, có khi còn chấp nhận được. Thôi thì mình vợ cũng đã từng có, con có rồi đúng không? Có vợ có con, nay thì sau đổ gãy hôn nhân mình buồn, mình giao lưu với một cô lại còn chấp nhận được. Chứ thanh niên mới lớn chả phải cũng là một người đàn ông chững chạc, cũng đổ gãy hôn nhân rồi mà sao còn tờ lờ mờ kinh khủng duy trì mối quan hệ 5 năm không biết mặt, không hứa hẹn chẳng biết ở đâu. Mà rồi cũng cũng nói chung là ảo, nhưng mà ảo vừa chứ. Túm lại thế này, bây giờ em làm gì ở đâu? Dạ em ở Long An thì em cũng làm công ty à. Em quản lý công ty hay em đi làm ở công ty? Em làm công ty, làm công nhân, chỉ làm thoải mái thôi à, bình thường thôi. Con ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Em thì đang ở với ai? Em thì ở với cha mẹ. Cha mẹ em hả? Dạ. Ừ, ông ba mẹ còn khỏe không? Dạ còn khỏe, hơn 70 tuổi rồi. Rồi, em ơi, việc của em là thế này. Kinh tế của em có ngoài ăn tiêu ra có cất đi được xíu nào không? Dạ được, nói chung là cũng ổn, không có thiếu thốn gì hết. Có phải đóng góp tiền nuôi con với vợ cũ không? Dạ có. Mỗi tháng bao nhiêu? Dạ cũng triệu mấy 2 triệu à. À thế thôi à, theo đúng quy định của nhà nước thôi đúng không? Dạ. Cái hôm mà ra tòa người ta bảo mỗi tháng đồng chí đóng cho vợ tiền ăn và nuôi con cho đến 18 tuổi mỗi tháng là tương đương với 10% lương đúng không? Dạ. Lương mình 15 triệu thì đóng 1,5 triệu, đại khái là như thế. Em có muốn lấy vợ nữa không? Dạ có chứ. Thôi em ơi thế này này, ban nãy anh nói vui nhưng mà thật rất là thật đấy. Đời rất là ngắn. Mình muốn lấy vợ thì mình phải xuất phát từ việc là mình tìm hiểu, mình phải yêu. Mình đổ gãy hôn nhân một lần rồi. Ngày xưa là bạn học cùng mà cuối cùng cũng tìm hiểu, mà cuối cùng cũng còn khó đi đến được cái hạnh phúc, huống chi như bây giờ. Bây giờ em hãy nhìn ngắm xung quanh đi. Ngoài cái chuyện đi làm kiếm tiền để nuôi ba mẹ rồi nuôi con rồi duy trì cho bản thân, em tham gia thêm cái chuyện câu lạc bộ nọ cho đến lớp học kia nhá, để có cái cơ hội mà tương tác với lại những bạn gái, những người mà nó ngang bằng phải lứa với mình, cũng tuổi ba mấy rồi, cũng đừng có quá trẻ, trẻ thì người ta chê mình đấy. Thế còn thì già quá thì cũng vất vả. Mình phải có cái va đập, phải có cái trải nghiệm thì mình mới có các mối quan hệ. Rồi từ cái mối quan hệ quen ấy mình mới sàng lọc, mình mới có được cái người mà mình thấy rằng là rất phù hợp với mình. Mình mới yêu người ta và người ta cũng đáp lại, thì lúc đấy mình tiến tới hôn nhân. Còn thì cứ nuôi dưỡng một cái mối quan hệ mà nó không đâu vào đâu thì không nên, không khác gì trẻ con nó nuôi một con thú cưng nhưng mà lại ở trên mạng ảo, đúng không? Đóng máy vào là hết. Đây mối tình 5 năm nhưng mà tồn tại trong cái điện thoại, tắt điện thoại là không còn người yêu, tắt điện thoại là không biết đó là ai, chưa biết chừng đó là một cô bạn của vợ cũ. Mày giả vờ mày kết bạn với lão đi xem đời này. Thực ra tất cả cuộc sống của mình thế nào là vợ cũ vẫn giám sát được, bởi vì có một nhân vật đóng thế là cô bạn ấy có thể là có chồng rồi nhưng mà đang muốn trêu trêu mình, chẳng phải ở đâu xa, người ở ngay cạnh mình thôi, gần thôi đúng không, người ta mới giấu mặt như thế. Em phải luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi là thế thì người ta cần gì ở mình. Một người phụ nữ phần đấy tuổi nếu mà yêu mà thương mà quý, chẳng nhẽ 5 năm người ta không nảy sinh bất cứ một nhu cầu là mong muốn gặp mặt ấy, hoặc là mời mình qua nhà chơi từ ở Long An cho đến thành phố ấy, đi có 2 tiếng đồng hồ chạy Honda chứ bao nhiêu đâu, đúng không? Dạ đúng. Nghe rồi đấy, nếu mà mình là người mà là sống thực sự thực tế thì mình sẽ phải đặt câu hỏi là ở đây chắc là người ta trêu mình, người ta muốn gọi là đùa cợt với mình. Cho nên mình hãy dừng cái mối quan hệ này. Chỉ cần nói rằng là thôi đợt này đang rất là nhiều việc, và có lẽ trong đợt tới này anh cũng không nhắn tin gọi điện nữa, đừng làm phiền. Anh đang theo lớp học tiếng Hàn, tiếng Hán, tiếng Trung gì đó. Và mình hãy sống bằng cuộc đời của mình đi nhá. Rồi, bớt ảo đi bạn nhá. Mà tại sao sống ảo được tận 5-6 năm thì tôi cũng bái phục bạn đấy. Thời gian làm việc là một ngày của bạn là bao nhiêu giờ?
Dạ 12 giờ. Đấy, cơ hội để mình giao tiếp xã hội là rất là kém rồi, rất là ít rồi. Bây giờ còn cái chắc chắn là chỉ giao lưu với cái cô yêu ảo kia là từ vào các đêm thôi đúng không? Là thời gian nghỉ. Dạ. Thời gian rảnh thôi à. Ừ. Hãy thực tế hơn đi nhá chàng trai nhá. Tôi thấy ra bạn vẫn còn non nớt lắm ấy nhá. Dạ. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia Tấn Lập Cảm ơn đoàn. Nhiều. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Quảng Ninh ạ. Alo, chị đây, chị đi năm nay chị 69 tuổi em ạ, chị giới thiệu ấy. Các em. Ôi trời ơi, thế à, quý hóa quá. Chị coi như là hâm mộ cái chương trình này mấy tháng nay rồi. Thế à. Đến hôm nay chị được, chị mừng quá, bắt run hết cả lên. Thì chị chào ba em nhá. Dạ đấy, vâng. Chị xin chào ba em. Chị là 69 tuổi à? Chị 69 tuổi. Thế à. Thế là chị băn khoăn điều gì khi gọi đến là... chương trình đây? Vâng, chắc chắn là nhiều hơn các em rồi, nhiều tuổi hơn rồi. Thì cho nên chị xưng chị. Dạ vâng. Mời chị trình bày câu hỏi ạ. Chị xin trình bày hai cái câu hỏi là hỏi về việc con gái năm nay cháu 38 tuổi, tuổi tính tần. À, mới lại một cháu ngoại, cháu lớn của con gái thì là năm nay học lớp 6 là 11 tuổi. Vâng. Thế là cháu muốn sinh, sinh cháu thứ hai nhưng mà chồng đi lao động Hàn Quốc mới về từ đầu năm và đến bây giờ chưa có em bé thì sốt ruột. Thế là chị mình đi hỏi có thế thì hàng tháng hành kinh con có đều mà con vẫn đều mà hành kinh của con đều nhưng mà sinh hoạt này không chưa thấy thụ thai sốt ruột và được rồi mẹ hỏi chương trình cho con cái lắm hỏi thế sao là cô con gái không hỏi luôn này để bà ngoại hỏi thế xấu hổ cô ấy xấu hổ cô ấy nhát thế là cái đề là hôm nay chị hỏi như này phòng kinh của cháu thì là coi như là hơn 30 ngày cơ đâm ra điểm muốn vợ chồng sinh hoạt vào ngày nào để chúng dùng để tình hình như thế muốn hỏi cô bác thế là bà ngoại muốn biết được cả vòng kinh của con gái mình đấy. Xong là để đến lúc một ngày nào chứng dụng thì là hỏi bác sĩ Hải đấy. Thế xong bảo đấy. Thằng chồng đó là hôm nay mày quan hệ với con gái tao đi để là thụ tinh đúng không em Trần Văn có dám gọi điện cho con rể là chúng mày quan hệ hôm nay đi không sau khi năm hôm thì chị bảo xong vừa thấy sạch hành kinh xong rồi được mấy ngày làm sao là quan hệ đấy đâu mà có chứng dụng nó thì việc ấy là việc con gái mới là con rể chị chứ chị cũng không thể điều khiển được chúng nó quan hệ ngày nào đâu nhá đấy thì cho nên thì muốn hỏi là chứng dụng những ngày giữa tháng chị bảo bây giờ hành kinh con 35 ngày thì con cứ chia ra làm ba đi thế chị thành bác sĩ rồi chị gọi đến đây làm gì nữa đấy ví dụ thế nào là cũng không được hai tháng này thế bây giờ là chị có cần bác sĩ không hay chị tự về tư vấn chị có thế chứ. Thì nói ít thôi 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 đủ rồi tóm lại con gái chị năm nay 38 tuổi nó đã có đứa con đầu năm nay học lớp 6 đúng không 11 12 tuổi gì đó bây giờ là muốn có cháu thứ hai thế nhưng mà vợ chồng là đi xuất khẩu lao động nó về từ đầu năm đến giờ tức là khoảng 10 tháng 9 tháng 10 tháng rồi mà chưa đến đâu được tính là tròn 7 tháng đến nơi tính âm lịch là hết đến nơi là gần 7 tháng ôi chị đi so đo với tôi một tháng làm gì 7 tháng nó còn chả có nữa là 8 tháng đúng không 7 tháng với 10 tháng nó chả khác nhau bởi vì người ta chỉ tính là 6 tháng mà chưa có thai đã là vô sinh thứ phát rồi chị ạ nhá thế à vâng thế nữa thế cho nên là bây giờ hỏi. Chị lắng nghe nhá vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhá vâng ạ vâng mời tôi chị chào chị ạ vâng. Ồ, chị chào em chị chào một lần thôi chào ba lần làm gì khổ thế hôm nay toàn tiếp các cụ nói nhiều tôi khổ chị ơi chị dạ. Vâng thời lượng chương trình cũng không có nhiều đâu ạ nhá thế chị lắng nghe em nói nhá. Vâng ạ. Thứ nhất là con gái chị đã 38 tuổi rồi. Vâng. Cái tuổi sinh nở của cháu nó cũng không phải là nhiều lắm đâu chị ạ. Nhá. Thứ hai là bây giờ con chị cần phải có sự hỗ trợ
của bên bác sĩ chuyên ngành về hiếm muộn rồi. À. Vâng, bởi vì cháu đã quan hệ tình dục trong cái đời sống tình dục của cháu rất là bình thường. Hai cháu vẫn ở gần nhau, đúng không? Thế và 7-8 tháng nay cháu chưa có thai thì rất cần sự hỗ trợ của bác sĩ sản phụ khoa. Nếu mà chuyên ngành hiếm muộn thì càng tốt. Theo tôi thì thế này này, chị đang ở Quảng Ninh đúng không ạ? Em, chị ở Quảng Ninh, còn cháu ở Nghệ An cơ. À, bạn ấy ở Nghệ An, vâng. Đấy, thế thì chị lại, vâng. Thôi được rồi, bây giờ thì như thế này ạ, mình không thể sống thay cho con được. Chị cũng có kiến thức đấy, chứ không phải là không có kiến thức. Nhưng mà những cái điều chị nói ấy, con chị nó không nghe đâu. Và quan trọng nhất là những cái điều chị biết, nó không đúng với cả cái trường hợp của con chị. Nó khó là ở chỗ đấy ạ. Mình không thể sống thay con được nhá. Con chị có nhu cầu, thứ nhất gọi điện lên cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ chia sẻ cho, tâm sự cho. Chứ bây giờ chị nói xong, tôi nói xong với chị lại quay lại chị nói với con, câu nọ nó sọ sang câu kia, là nó không có chính xác. Thứ hai là trong trường hợp của con mình cần phải đi khám hỗ trợ về sinh sản cho cả hai bạn. Bạn vợ cũng đi và bạn chồng cũng đi. Hai bạn đấy có thể đến bệnh viện sản nhi. Tôi biết Nghệ An thì không biết có bệnh viện sản nhi không, nhưng mà Thanh Hóa thì có bệnh viện sản nhi chị ạ. Đi đến đấy cả hai bạn đều phải được khám, kiểm tra tổng thể cơ quan sinh dục của cả hai bạn. Kể cả bạn chồng cũng cần phải làm xét nghiệm tinh dịch đồ, là cái chất lượng và số lượng tinh trùng của bạn chồng ý, xem nó có tốt hay không. Vâng. Rồi con gái chị thì cần phải kiểm tra đặc biệt là trứng. Quan trọng nhất là trứng. Xem trứng nó có còn khỏe không? Trứng nó còn nhiều không? Trứng nó còn đủ điều kiện để mà thụ thai hay không? Chị nhớ. Vâng. Hai bạn đấy phải bố trí thời gian và cả hai người cùng đi khám thì mới tìm được nguyên nhân là vì sao mà chúng tôi quan hệ 7-8 tháng trời nay rồi hết sức bình thường mà chúng tôi lại không có thai. Và nó yếu ở đâu thì người ta sẽ tư vấn cho mình, hỗ trợ cho mình giải quyết cái mức độ nó ở chỗ đấy chị ạ. Nhá. Việc có con là việc của hai bạn ý. Nhu cầu của hai bạn ý. Vì vậy hai bạn ý phải tự giải quyết cái vấn đề của mình. Mẹ không giải quyết được đâu ạ. Nhá. Rồi, chị đã nghe rõ rồi chứ. Nhưng mà em ơi, chị xin nói em mấy câu là cháu nó lao động bên Hàn Quốc, nó làm cái kiểu về cái kiểu như là đá cồn nó nặng, nó bị ảnh hưởng cái cột sống lưng này. Chị đi có khi cũng yếu. Chị đấy, ơi, thế. Yếu hay khỏe thì nó phải đi khám thì nó mới biết chị nhá. Chứ còn bà ngoại ở xa thì cũng khó. Còn chuyện thứ hai này, cháu năm nay 11 tuổi là cháu bị tinh hoàn một bên, một hòn và một bên nó tụt xuống. Rồi, đi khám, đi đến viện sản nhi khám luôn thể chị nhá. Để nếu mà tụt lên thì lôi xuống nhá. Bà ngoại cũng không thể lôi được xuống đâu. Cái phải bác sĩ mới lôi xuống. Nhưng mà năm ngoại chị vào đấy thì chơi với cháu thì là cháu ngủ dậy. Còn nằm trên giường sáng thì bà khám cháu thì hai bên là hai hòn đều. Đến khi cháu chạy nhảy. Phải đi khám thì mới biết được. Chứ bà lưng đi lần mò vào đấy, nó mà phát hiện ra thì nó đuổi vào về đấy nhá. Đấy là vi phạm nhân quyền đấy. Chị cảm ơn các em nhá. Cảm ơn chương trình. Chúc các em là mạnh khỏe. Nhiều khi là bà ngoại lo lắng quá lắm ra là cũng... Tâm lý hay quá. Ngày nào tối chị bỏ ra chị nghe. Thì ban ngày thì chị bận làm vườn làm dược. Rồi tối bỏ ra nghe trưởng lên tư vấn mà đến bây giờ mới được em ạ. Thôi chị làm tiếp việc nhà đi. Xin chào chị. Vâng, chào các em nhá. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.